bệnh nhân thứ 49 nhiễm COVID-19 đã đi những đề ở UCHIEU14 trên bà. Viện Pasteur Nhà Trang cho biết mẫu xét nghiệm do COVID-19 của nam du khách người Anh, 71 tuổi, chồng bệnh nhân số 30, dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 49. Đây là ca nhiễm nằm trong dự trù của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 Thừa Thiên, Huế. Hai vợ chồng bệnh nhân này đang được cách ly và theo dõi y tế tại Bệnh viện Trung ương Cơ sở 2 từ ngày 7 tháng 3. Đây là hành khách đi trên chuyến bay VN54 cùng bệnh nhân số 17, chú ở Hà Nội. Từ London về sân bay nội bài vào sáng ngày 2 tháng 3, hai du khách này ở lại Hà Nội 3 ngày, sau đó đi Hải Phòng bằng tàu du lịch trước khi quay lại sân bay nội bài. Hai người này đáp chuyến bay mang số hiệu VN1547 từ Hà Nội vào Thừa Thiên. Huế tối ngày mùng 6 tháng 3, họ được tài xế cùng hướng dẫn viên đưa về lưu trú ở khách sạn Moonlight, đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Huế. Đêm ngày mùng 6 tháng 3, hai người này đã rời khách sạn đi ăn tối. Đến sáng ngày mùng 7 tháng 3, cả hai trường hợp này được cán bộ y tế cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Trung ương Huế và Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả xét nghiệm ở hai cơ quan này cho thấy nữ du khách nhiễm sars cov hai còn người chồng âm tính với COVID. 19. Cơ quan chức năng xác định có 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân người Anh nhiễm Covid-19 đang được cách ly tại khách sạn, họ chưa có biểu hiện ho, sốt, khó thở.